của Sài Gòn có khác chị ơi, đẹp thế. Alo, nghe nè anh. Thế
anh gọi điện cho em từ qua đến giờ, sao giờ em mới trả lời? Thì tại vì em đi xe mệt quá nên là em ngủ sớm, em không có để ý điện thoại của ai. Thôi em lên là tốt rồi. Hôm nay mùng 8 tháng 3 mình gặp nhau đi ăn cái gì nhá. Em nhớ em nhiều lắm. Không được anh ơi, bà chị em đang bị ốm rồi kìa, mới nhắn tin cho em xong. Bây giờ em phải thu xếp công việc chạy qua thăm bà, chăm sóc bà nữa. Còn bà hai đứa nhau nhóc ở nhà không ai trông kìa. Thôi mình chịu khó cố gắng nhá. Ngày mai rồi mình gặp nhau nha anh nhá. Ngày mai nhá. Ngày mai tặng quà em cũng được mà. Thôi cũng được, có gì mai anh bộ quà cho cục cưng của anh nhá. Em biết rồi. Thế nhá anh nhá. Lại ba cái bông hoa vớ vẩn. Có gì đâu. Đi chơi Minh Tài. Đi chợ lại Thế Hòa. Hết pha lung tung rồi đến 8 tháng 3. Hoa với trẻ bè. Bán vớ vẩn vớ vẩn chị nhờ. Giới trẻ bây giờ nó quan trọng với cái ngày lễ. Chứ cứ như hai chị em mình chả biết bông hồng là cái gì, cứ mua hoa cúc về chừng cho nó bền. Ui, anh Tám không bao giờ tặng hoa chị à? Ông Tám á, ông hoa cất lợn chẳng có. Nhắc mới nhớ chị ơi, hôm nay là 8 tháng 3, tranh thủ đi chợ nhanh nhanh đi về, còn canh tiếng nó nữa, không tụi đấy chở nhau đúng trà sữa nữa. Cùng nhắc mới nhớ nhở. Đi. Em ơi, anh muốn mua 100 bông thì giá bao nhiêu? Dạ 100 bông em tính 10 ngàn một bông nha anh. Hả? 10 ngàn một bông? Anh có gì mà mắc thế? Anh làm một bông được không? Thế quan đi đâu đây? Đừng có nói mua hoa tặng bạn gái nha. Mày chưa có bạn gái mà. Con cũng đi mua hoa tặng mẹ. Dạ sữa cho Nguyệt. Chắc chắn Nguyệt sẽ bất ngờ lắm. Cái này cho Nguyệt. Còn cái này cho mẹ. Thật là hai người sẽ rất là vui nha. Cái thằng này giờ này còn chưa về nữa. Tháng này tiền chợ nhiều quá, chắc phải tiết kiệm lại thôi. Nguyệt ơi, Nguyệt. Ủa, đi làm đi đâu vậy? Mua quá trời hoa với là quà đồ vậy. Thế thì anh mua trà sữa cho em nè. Trời, anh không sợ Lộc cảm nắng hả? Nhưng mà em thích Lộc, anh cảm ơn anh Lộc nhiều nha. Đúng không? Dạ.
Em thích uống trà sữa nên con mới... Đi vô nhà, đi! Tao cấm từ đây về sau không có mua trà sữa cho nó, nghe chưa? Xong bữa mày nói với con không chở em đi được thì mua về cho em được mà. Mày đừng có bơ đi nhá. Con đâu có bơ đâu. À, còn cái viên nội tiết tố này con mua tặng 8 tháng 3 mẹ đó. Uống cái này vừa đẹp da, ngủ ngon, còn chống lão hóa nữa đó. Con tặng mẹ thật á? Trời ơi, cái này mẹ đang dùng này con. Cái này dùng tốt lắm luôn đấy. Mẹ đau đầu mất ngủ bữa giờ, may nhờ cái viên uống nội tiết tố này mẹ ngủ ngon hẳn luôn ấy, mà da lại còn đẹp thêm nữa chứ. Wow. Đừng nói là con tặng mẹ hoa luôn nhá. Trời, cả cuộc đời mẹ chưa bao giờ được ai tặng một bông hoa hồng nào hết. Thôi, con trai của mẹ tâm lý quá. Cảm ơn con nhiều nha. Sau một ngày hạnh phúc của tôi, ba mẹ chưa bao giờ tặng mẹ một bông hoa nào cả. Trời ơi, mẹ cảm ơn con nhiều nhá. Mình đi vô nấu cơm đây nhá. Để nấu cơm xong mình ăn cơm nhá con nhá. Tao thấy dạo này mày hay lượn lờ trước cửa, quét sân quét cọ đồ. Trời ơi, con có biết cái gì đâu. Không quét sân mẹ cũng chửi, mà quét sân mẹ cũng chửi nữa. Mày cứ lấy lý do là mày thích trà sữa để nó mua cho mày. Mày thèm trà sữa lắm à? Mày không có lòng tự trọng à? Mày không tự mua được à? Hay là mày thích nó, mày bật đèn xanh cho nó, có đúng không? Tại sao con nói là không có mà mẹ cứ nói có là sao? Con nói là có gì đâu. Tao lại mày, Nguyệt ơi, mày không thể nào mà yêu thằng Lọt được. Mày phải yêu một người giàu có thì cuộc đời mày mới thay đổi được. Mày phải lấy này ra. Tao cấm nghe chưa? Tao cấm không được tư tưởng thằng Lọt nghe chưa? Nhưng mà con đã bảo là con không thích anh Lọt, con không có gì với anh Lọt. Tao nói mày còn kết đó hả? Trà sữa thì trà sữa. Này, 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 này. Đây chắc chắn là nhà chị họ của Nụ rồi. À, chào chị. Chị cho em hỏi cái Nụ ở nhà không ạ?